kỷ niệm một năm cuộc chiến, Mỹ đã công bố gói viện trợ mới trị giá 2 tỷ Mỹ Kim, gồm đạn HIMARS, máy bay không người lái tới Ukraine, đồng thời Washington và EU cũng công bố gói trừng phạt mới nhắm vào các tử huyệt kinh tế của Nga để khiến việc tài trợ cho cuộc chiến trở nên khó khăn. Trong khi đánh mỗi Ukraine thôi còn chưa ăn nổi, lại bị quật cho thất điên bát đảo. Nhưng để trấn an niềm tin của người dân Nga, danh hài số một nước Nga là Medvedev hôm qua đã lên tiếng dọa đưa quân đến đánh luôn Ba Lan, một nước thuộc khối NATO, đã và đang giúp sức rất nhiều cho Ukraine. Việc Tập Cận binh nhúng bàn tay máu của mình vào cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine đang ngày càng lộ rõ. Khi mới đây một tạp chí nổi tiếng tại Đức đã tiết lộ thông tin cho biết Nga đang đàm phán mua máy bay không người lái của Trung Quốc và dự kiến sẽ được giao hàng vào tháng 4 năm nay việc Putin phát động chiến tranh đã kéo người dân trên thế giới xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Kỷ niệm một năm cuộc chiến đã có rất nhiều hoạt động trên khắp thế giới thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine. Mời quý vị cùng điểm qua với The Saigon Post ở phần cuối bản tin. Thảo Vy xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin cập nhật chiến trường Nga Ukraine 24 giờ qua. Vừa rồi là những diễn biến nóng nhất trên chiến trường Nga Ukraine vào ngày 25 tháng 2 năm 2023. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Ngũ giác đài gửi thêm đạn HIMARS và máy bay không người lái tới Ukraine. Đồng thời Washington nhắm mục tiêu vào các công ty tìm cách lách lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine và ban hành một lệnh trừng phạt mới nhắm vào lĩnh vực khai thác mỏ và kim loại của Nga cũng như các tổ chức tài chính. Các công ty quốc tế liên quan tới việc cố gắng giúp Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt trước đó. Hai động thái riêng biệt của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu trùng với dịp kỷ niệm một năm cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và nhấn mạnh chiến lược của Hoa Kỳ và ủng hộ Kiev trong cuộc chiến. Mỹ sát cánh mạnh mẽ với Ukraine khi nước này tự bảo vệ mình. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi chủ quyền của Ukraine được tôn trọng và người dân Ukraine có thể định hình tương lai dân chủ đã chọn của họ trong tự do và hòa bình. Ngoại trưởng Anthony Blinken nói trong một tuyên bố vào thứ Sáu. Gói viện trợ mới bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo, máy bay không người lái, thiết bị liên lạc an toàn và tài trợ cho huấn luyện, bảo trì và duy trì, ngũ giác đại cho biết. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác của mình để cung cấp cho Ukraine các khả năng nhằm đáp ứng nhu cầu chiến trường trước mắt và yêu cầu hỗ trợ an ninh dài hạn trong thời gian dài nhất có thể, tuyên bố cho biết thêm. Các quan chức Nga cho rằng việc gửi vũ khí cho Ukraine kéo dài và làm gia tăng xung đột. Trong khi đó, vào thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hàng chục thực thể của Nga và nhắm mục tiêu hơn 30 công ty và cá nhân trên khắp thế giới mà họ cáo buộc có liên kết với các nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm cả những nỗ lực liên quan đến buôn bán vũ khí và tài chính bất hợp pháp. Các biện pháp đã phong tỏa tài sản của các công ty ở Hoa Kỳ và cấm người Mỹ kinh doanh với họ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào hàng chục quan chức Nga, bao gồm các thống đốc và bộ trưởng chính phủ và các thực thể, hứa hẹn sẽ tiếp tục hành động chống lại Moscow cho đến khi nước này chấm dứt cuộc chiến tàn bạo ở Ukraine. EU thông qua gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga, nhân kỷ niệm một năm ngày xâm lược. Cùng lúc đó, Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Moscow xâm lược Ukraine. Thụy Điển, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết vào cuối ngày thứ Sáu, Reuters đưa tin. Cùng nhau, các quốc gia thành viên EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và sâu rộng nhất từ trước đến nay để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến, tuyên bố trên Twitter viết. EU đoàn kết với Ukraine và người dân Ukraine, Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào còn có thể, tuyên bố nói thêm. Gói trừng phạt mới này bao gồm các biện pháp hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với hàng hóa lưỡng dụng, quân sự dân sự, cũng như các biện pháp chống lại các thực thể hỗ trợ chiến tranh, truyền bá tuyên truyền hoặc vận chuyển máy bay không người lái được Nga sử dụng, theo Reuters. EU cho biết, vòng trừng phạt thứ 10 đối với Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu được thiết kế để khiến việc tài trợ cho cuộc chiến trở nên khó khăn hơn và khiến nga thiếu thiết bị công nghệ và phụ tùng cho vũ khí được sử dụng để chống lại ukraine các biện pháp cũng nhằm đưa thêm nhiều cá nhân vào danh sách đen bao gồm cả những người mà phương tây cho là những nhà tuyên truyền của nga những người mà kiev cho là chịu trách nhiệm trục xuất trẻ em ukraine sang nga và những người tham gia sản xuất máy bay không người lái của iran được triển khai ở tiền tuyến Ông Medvedev tuyên bố Nga sẽ thắng trong xung đột ở Ukraine và sẵn sàng đưa quân đến sát biên giới Ba Lan để đối phó các mối đe dọa. Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 24 tháng 2 viết trên Telegram rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc bằng chiến thắng dành cho Moscow và các bên sẽ đạt được một số thỏa thuận. Theo Medvedev, nếu Nga không giành được chiến thắng, Ukraine có thể kích động một cuộc xung đột mới trên thế giới. Đó là lý do Nga cần đạt được toàn bộ mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, để đẩy lùi các mối đe dọa ra xa nhất có thể, thậm chí tới sát biên giới Ba Lan nếu cần. Ông viết, Ba Lan, một thành viên của NATO, là quốc gia ủng hộ nhiệt thành Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nước này cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine, đồng thời là cửa ngõ tập kết hàng viện trợ quân sự phương Tây chuyển cho Kiev. Ukraine và Ba Lan chưa bình luận về tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ông Medvedev đưa ra tuyên bố trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine tròn một năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới chức phương Tây cùng Ukraine lo ngại Nga sắp mở đợt tiến công lớn để phá thế bế tắc trên chiến trường và Kiev cần phương Tây hỗ trợ lượng lớn vũ khí để đối phó với chiến dịch ở Moscow. Trung Quốc hôm nay đăng tài liệu gồm 12 điểm về chính sách với xung đột Ukraine, kêu gọi Moscow và Kiev nối lại đàm phán và phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân. Trung Quốc cho biết nước này tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia và an ninh một nước không thể đánh đổi bằng an ninh của quốc gia khác. Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 2 thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút khỏi Ukraine, đảm bảo hòa bình công bằng và lâu dài cho Kiev. Theo Reuters, trích dẫn thông tin từ tạp chí The Spiegel của Đức đưa tin hôm 22 tháng 2, Nga đang đàm phán với một nhà sản xuất Trung Quốc để mua 100 máy bay không người lái thời gian giao hàng là vào tháng 4. Trong những ngày gần đây, các nước phương Tây như Mỹ, Đức đã cảnh báo Trung Quốc không được bán vũ khí cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine và nói rằng bất kỳ động thái nào như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nga bị ràng buộc bởi các biện pháp trừng phạt cứng rắn của phương Tây vì nước này thực hiện cuộc tấn công vào Ukraine. Theo thông tin, Nga được cho là đã mua vũ khí từ Iran và Triều Tiên, bao gồm cả máy bay không người lái từ Iran nhưng Trung Quốc cho đến nay vẫn đứng ngoài cuộc. Theo tạp chí The Spiegel, nhà sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc Xi'an Bingo cho biết họ có kế hoạch sản xuất nguyên mẫu 100 máy bay không người lái ZT-180 có thể mang đầu đạn nặng 35-50kg. Trước hôm 23 tháng 2, khi được hỏi về các báo cáo rằng Trung Quốc có thể giúp Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với đài truyền hình ZDF rằng Tôi đã nói với các đại diện Trung Quốc rằng điều này là không thể chấp nhận được. Máy bay không người lái này tương tự như máy bay không người lái xe Hit 136 của Iran mà Nga đã sử dụng trong nhiều cuộc tấn công vào Ukraine, giết chết hàng trăm người và làm hư hại các cơ sở hạ tầng dân sự. Tạp chí The Spiegel cũng cho biết, công ty Xi'an Bingo có kế hoạch giúp thành lập một cơ sở sản xuất máy bay không người lái ở Nga, có thể sản xuất tới 100 máy bay mỗi tháng. Trước đó, Trung Quốc đã lên kế hoạch gửi phụ tùng thay thế cho máy bay chiến đấu Su-27 của mình tới Nga bởi một công ty quân đội Trung Quốc kiểm soát. Các cuộc biểu tình phản chiếu đã được tổ chức ở nhiều thủ đô châu Âu, nơi các địa danh được thắp sáng bằng màu cờ Ukraine vào ngày 24 tháng 2 khi thế giới đánh dấu một năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Tháp Eiffel ở Paris, đấu trường La Mã ở Rome và nhà hát quốc gia ở Warsaw Nằm trong số các di tích châu Âu được chiếu sáng bằng màu xanh lam và vàng, tại Berlin, các nhà hoạt động đã đặt một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy trước Đại sứ quán Nga và đám đông đã dành một chút mặc niệm tại quảng trường tự do ở Tallinn, nơi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tham gia một buổi lễ tưởng niệm những người đã ngã xuống. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đã dành một phút mặc niệm trước phố Đào Ninh, nơi hai ca sĩ mặc áo sơ mi Visorvanka truyền thống của Ukraine hát quốc ca Ukraine. Một số cuộc biểu tình cũng đã được tổ chức tại Yerevan để ủng hộ Ukraine. Một nhóm người Ukraine, nga và Armenia tụ tập trước tượng nhà văn Ukraine Taras Shevchenko để phản đối chiến tranh. Một cuộc biểu tình khác được tổ chức gần đại sứ quán ở Yerevan. Tại Belgrade khoảng 20 nhà hoạt động đã đến Đại sứ quán Nga nhưng bị cảnh sát chặn lại không cho giao một chiếc bánh hình đầu lâu mà họ nói là minh họa cho kết quả của chính sách Nga và sự chiếm đóng của Ukraine. Ngoài ra, họ còn mang theo một lá thư gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu ông đầu hàng trước tòa án quốc tế điều tra các tội ác chiến tranh đã gây ra ở Ukraine. Hơn 1.000 người cũng tham gia tuần hành phản đối chiến tranh ở trung tâm Belgrade do Đại sứ quán Ukraine tổ chức những người tham gia vẫy cờ Ukraine và cờ của Hoa Kỳ, Đức, Đan Mạch và các quốc gia khác ủng hộ Ukraine trong khi hô vang vinh quang cho Ukraine. Serbia muôn năm và chủ nghĩa phát xít tiêu diệt. Đại sứ quán Ukraine tại Serbia, Volodymyr Turchko, cho biết Ukraine tìm cách khôi phục hòa bình và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác. Ông cảm ơn Serbia vì đã tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Đại sứ EU Emmanuel Geoffret và Phó Đại sứ Hoa Kỳ John Ginkgo cũng tham gia tuần hành. Ginkgo cho biết Serbia đã thể hiện sự ủng hộ của mình ở bất cứ đâu, trích dẫn sự giúp đỡ của họ trong nỗ lực nhân đạo cho người dân Ukraine. Một lá cờ Ukraine dài được trải trên quảng trường Cộng hòa chính khi mọi người đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh trước đại sứ quán Ukraine. Một buổi lễ ảm đạm được tổ chức tại Geneva, bên ngoài văn phòng Liên Hợp Quốc nơi các đại sứ từ các quốc gia ủng hộ Ukraine đã quan sát một khoảnh khắc im lặng. Đại diện của Pháp, Canada và Anh đã ôm người đồng cấp Ukraine, Yafenia Filipenko, người mặc một chiếc khỏi dưới áo khoác. Điều quan trọng là người Ukraine biết rằng thế giới nhớ đến họ, rằng thế giới sẽ lên tiếng về sự tàn bạo của Nga, tội ác chiến tranh của Nga và tội ác chống lại loài người đã gây ra ở Ukraine, Filipenko nói với các phóng viên. Jerome Bonafont, đại sứ pháp tại liên hợp quốc ở geneva cho biết lễ kỷ niệm là một cơ hội để nêu bật sự kháng cự đáng kinh ngạc của người dân ukraine ông nói chúng ta ở đây để kỷ niệm một ngày bi thảm ngày đầu cuộc xâm lược ukraine của nga nhưng cũng là ngày đầu cuộc kháng chiến mà tất cả chúng ta ngưỡng mộ Thưa quý vị, diễn biến chiến trường liên tục nóng bỏng và sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo trên The Saigon Post. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi ra video mới. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, Thảo Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!